Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Vào game là phải nhận ít phần thưởng nữa này. Vẫn đang còn cái sự kiện phục chế cổ thư, sự kiện này ngon phết. Nay thì vẫn quyết định chơi nạp lại anh em ạ. Mặc dù đã nghèo rồi, lại còn mắc cái eo nữa. Tết nhất thì tiền chả thấy đâu. Sợ là không có bánh chưng nhân thịt luôn anh em ơi. Nhưng mà vẫn quyết định chơi nạp lại nha. Đó, nhận cái mã code từ bên trang nạp.gamota.com này các bạn. Nhưng mà cái trang web này ấy buồn cười lắm, cứ lâu lâu nó lại bị lỗi anh em, kiểu như là nó gửi code về các bạn nhập đúng ấy thì nó vẫn báo lỗi. Đấy, ở đây chỗ này là đá quý vật liệu của mình cũng lên được 71 ngày rồi, không chắc là có 10 mấy ngày thôi. Thật ra thì tính đi tính lại tôi quyết định vẫn chơi nạp lại căn bản, tại vì cũng gần hết gói game với gói vật liệu rồi, nạp lại mới có cái chơi. Trang hộ chiếu thì mình vẫn còn 103 trang để tính mua gói tân thế giới tích vé bay, nhưng mà tôi sợ lại làm ảnh hưởng đến anh em trong liên minh đó, người ta lại tưởng bang nông dân sắp bay đi. Mà mình đang nghĩ nếu mà mình bay đi ấy thì nhiều khi mỏ game trong kinh đầm nó được giải thoát ấy, rồi anh em lại có khi lại càng thích. Nhưng mà thôi, vé bay hơn 100 vé rồi đúng không, mua nữa có làm gì đâu. Cái ông này tôi nhìn tên khá lạ, không biết là có phải người mới bên mình không, Duy Cờ Rít anh em ạ. Bên mình nhập cư cũng được vài nick nhưng mà không có nick nào Q-Point quá cao. Hiện tại bác nông dân đang top 2, cái nick trên mình thì ở Q-Point top 1 nhưng mà đang nghỉ game rồi anh em, tôi không thấy trong game nữa. Rồi quyết tâm là vẫn xung phong hiến máu cho game. Đây là ở đây mình đã nhận mã thêm một lần nữa 781686 và vào trang web mua gói thôi. Đấy, gói nạp web Gamota thì mình vẫn chỉ nạp qua web này thôi, tại nó cổng chính thống ấy, nó rẻ hơn được tí anh em. Chỗ này thì mình sẽ mua một gói game nha, và một gói vật liệu, một gói game một tháng là được 2200 game cộng một gói vật liệu nữa, như vậy là đủ sự kiện nạp lại luôn. Nạp lại ngày năm thì được thêm 10 chọc vàng, khá ngon. Ấy, nhận thư mới này, cứ mỗi cái thư mới như vậy là đã trừ mấy trăm ca trong tài khoản của bác nông dân rồi. Ok, hoàn tất này, 10 chọc vàng ngon luôn. Như vậy là trong vòng sắp tới chắc khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa là mình cũng ít phải nạp tiền vào game. À không, kiểu như là mấy hôm nữa là có cái KVK ấy. Hôm nay bên mình đã đăng ký KVK rồi anh em. Không biết là sẽ ghép cặp kinh đầm nào cơ. Chỗ này là phục chế cổ thư, bên mình vẫn còn sự kiện. Đây là một trong những sự kiện mà mình nghĩ là ngon nhất mà Riot Kingdom có thể mang đến cho các bạn ấy. Sự kiện này thứ nhất là chơi miễn phí này, thứ hai là không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nạp tiền xả AP chơi được. Mà khi các bạn rally pháo đài ấy thì bản thân các bạn cũng được quà, rồi liên minh các bạn được quà, giống kiểu như là vẹn cả đôi đường luôn ý. Đợt này thì bên mình cũng đăng ký KVK luôn rồi anh em, đăng ký map thời di thế dịch nha. Ghép đội 2 ngày các bạn, 1 ngày 19 tiếng nữa. Không biết là có Kingdom anh em nào đăng ký map đợt này luôn không thì thử hú nhau phát xem liệu chúng ta có thể gặp nhau trong một kỳ KVK bùng cháy đợt Tết âm lịch không nào. Hiện tại thì Kingdom của mình nói chung là mình đánh giá chắc vẫn ở tầm seed A thôi, nhưng mà A là A về gọi là số bao thôi anh em, chứ nếu về lực thì bên mình thấy cũng nói chung là cũng bình thường. Hiện tại sức mạnh một clan 10B8, clan thứ hai 6B5. Đó, điểm tiêu diệt đây các bạn. Điểm tiêu diệt thì top 1 được có 210B thôi, top 2 thậm chí được có 28B. Thì nếu mà anh em nào đăng ký đợt này, nếu mà có cùng cái hạng cân với bên mình ấy là có khi cũng gặp ở trong map KVK đấy. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái điểm thú vị ở cái map thời di thế dịch. Thì cái map này ấy, nó sẽ có cái điểm mới, đó là cái chủ đề thời kỳ và các thời kỳ này. Thì trong câu chuyện Vương quốc đã mất thời di thế dịch thì ngài sẽ trải qua thời gian chiến tranh đan xen giữa thời kỳ phát triển và thời kỳ chiến đấu. Đó, các bạn thấy không? Biểu tượng cái kiếm là đánh nhau này, và cái bông lúa này là biểu tượng farm rồi. Thì chúng ta sẽ có thêm chỉ lệnh cá nhân và chỉ lệnh liên minh, bên cạnh cái hệ thống thành lũy và tín nhiệm đã rất là quen rồi. Cái map này cũng có thêm là giấy phép vào liên minh. Thì ở trong câu chuyện này, ngài có thể tham gia vào liên minh thuộc bất kỳ vương quốc nào có cùng tỉnh thành khởi đầu trong vương quốc đã mất giống mình, chiến đấu kề vai với các thành viên của liên minh đó. Về bên cái nội dung đặc biệt này thì mình thấy cũng không có gì mới nha. Nó cũng giống những map KVK khác thôi. Mình không thấy có những cái mới ở đây. Bốn trại thì cũng tên là trại hỏa, trại thổ, trại phong và trại thủy luôn. Thì map này là không có skill nha các bạn. Map này là thành lũy, chỉ đơn giản là các bạn để lấy pha lê để nâng cấp công nghệ thôi. Và chủ yếu là có cái thời kỳ này. Thì ở đây các bạn có thể thấy ở dưới ấy, nó có hiển thị lên các thời kỳ này, là chi viện xa trường. Ở đây là tiếp tục có biểu tượng là cây kiếm này, với bông lúa, rồi cây kiếm, bông lúa, kiếm, kiếm. Đó, đại ziggurat là hai cây kiếm này, rồi bông lúa, bông lúa, bông lúa. Ok.
À, đây là chi tiết về một thời kỳ. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai thời kỳ nhá, là Chi Viện Xa Trường và Dương Kiếm Phi Ngựa. Mình sẽ ấn vào cái mục chấm hỏi. Thì ở trong Vương quốc đã mất, cứ 4 ngày sẽ bắt đầu thời kỳ mới. Ồ, ok, như vậy cứ 4 ngày là đổi một lần. Mỗi thời kỳ sẽ có chủ đề riêng, có hiệu lực đối với tất cả thống đốc trong Vương quốc đã mất. Ngài có thể xem thời kỳ hiện tại và thời kỳ sắp tới bất kỳ lúc nào. Khi vào thời kỳ mới, ngài có thể ra chỉ lệnh cá nhân phù hợp với sự phát triển của bản thân. Chỉ lệnh cá nhân có thể chọn được sẽ thay đổi tùy theo chủ đề thời kỳ. Vào thời kỳ mới, thủ lĩnh và sĩ quan liên minh có thể ra chỉ lệnh liên minh phù hợp với chiến lược liên minh. Chỉ lệnh liên minh có thể chọn được sẽ thay đổi tùy theo chủ đề thời kỳ. Chỉ lệnh liên minh có hiệu lực với tất cả thành viên liên minh. Mình sẽ xem cá nhân trước. Thì ở đây chỉ lệnh cá nhân, mình thấy là có 4 cái. Là Nam Chinh Bắc Phạt này, đội quân dã chiến, tức là đội quân trên Open Field. Thì các bạn sẽ được tăng là 8% tấn công khi đánh nhau ngoài lãnh thổ của Liên Hiệp. Phòng thủ biên, đội quân dã chiến giảm 10% sát thương phản công hứng chịu khi tác chiến bên trong lãnh thổ Liên Hiệp. Ồ, cái này tính ra phân chia này cũng hay nhở. Ví dụ các bạn mà đánh ở trong thế win ấy, thì mà các bạn mà lấy cái này thì rất là dở. Tại vì đánh ở trong thế win là các bạn lúc nào cũng lấn sang sân đối phương. Ngược lại, nếu các bạn mà đánh ở trong thế thua ấy mà các bạn lại không lấy cái phòng thủ biên này thì cũng là một cái thiệt thòi khá là lớn. 10% sát thương phản công là cao chứ. Các bạn áp dụng cho nguyên một cái liên minh ấy thì nó sẽ có cái lợi ích rất là lớn. Đồng tâm hiệp lực. Khi chiến đấu với đội quân kẻ thù có binh lực cao hơn bản thân 300%, số lượng đơn vị trọng thương sinh ra sẽ giảm đi, tỷ lệ giảm thiểu bằng số lượng đội quân của ngài bao vây kẻ thù nhân cho 2%, tối đa 5 đội quân bao vây. Hơn 300% có nghĩa là gấp 3 rồi đúng không? Ví dụ các bạn có 50.000 lính đi, mà các bạn tấn công một cái ông mà có 150.000 lính, thì lúc đó các bạn sẽ được giảm cái tỷ lệ bị thương nặng. Ví dụ các bạn swarm 5 đạo thì các bạn sẽ được giảm ở đây là 5x2 bằng 10%. Tiếp đó là Khải Hoàn Oanh Liệt. Tỷ lệ đơn vị hy sinh được gửi đến sảnh anh hùng trong thời kỳ này tăng thêm 5%. Cái đại sảnh anh hùng nghĩa là tỷ lệ lính chết đấy. Thì ví dụ như mà cái zone đấy đúng không? Chúng ta xác định là chúng ta ở sông lên, chúng ta swarm nhiều, rally nhiều thì lấy cái này sẽ khá là ngon. Như vậy thì zone 4 có lẽ là chỉ xoay quanh 3 cái đầu tiên thôi, tùy vào chiến lược của Kingdom và phong cách chơi của mỗi cá nhân. Thực ra mình thấy cái điểm này khá là ngon anh em. Thêm vào 5% là rất là ngon ấy. Như các bạn chết 1 triệu lính đi, được trả lại 50.000 lính T5, rất là nhiều anh em. Ở đây khi ấn vào dấu chấm hỏi ấy, thì nó có thông báo là ở mỗi thời kỳ các bạn chỉ có thể chọn được một cái chỉ lệnh mà thôi, và không thể sửa nhá. Và trong thời kỳ tiếp theo thì các bạn sẽ có những cái chỉ lệnh cá nhân mới. Ok, ở đây mình có chỉ lệnh liên minh này. Thì liên minh ở đây là có chỉ lệnh là công trình hồi phục nhanh hơn, có thời gian là 1 giờ, thời gian hồi chiêu là 24 giờ, tăng tốc độ hồi phục công trình là 100%, không có tác dụng với công trình đang cháy. Ồ, như vậy là giống kiểu các bạn đép được rồi đúng không? Các bạn đang chữa công trình thì mới xài được. Lửa mạnh cháy đồng. Khi ngài bắt đầu thiêu đốt một công trình kẻ thù, thời gian đợi trước khi có thể cứu hỏa kéo dài thêm 20 phút và tốc độ thiêu đốt tăng 200%, thời gian 2 tiếng hồi chiêu 24 giờ. Và xây dựng rầm rộ, các bạn sẽ được tăng cái tốc độ xây dựng pháo đài liên minh lên 200%, thời gian là 2 giờ hồi chiêu 24 giờ. Có 3 chỉ lệnh này cũng khá là hay, mỗi chỉ lệnh các bạn có thể dùng được 2 lần. Có thể ra chỉ lệnh liên minh nhiều lần này, nhưng thời gian hồi chiêu và hạn chế số lần ra lệnh. Khi thời kỳ mới bắt đầu, chỉ lệnh liên minh có thể chọn sẽ thay đổi, thủ lĩnh và sĩ quan liên minh có thể chọn để ra chỉ lệnh mới. Ở đây thì nó có cái thời kỳ tiếp theo, mình sẽ xem luôn về chỉ lệnh cá nhân thời kỳ này. Đầu tiên là tăng 25% thưởng tấn công mà ngài nhận được từ điểm tiêu diệt trong thời kỳ này. Tiếp đó là giảm chi phí tài nguyên chữa lành đơn vị đi 6%, tăng sức chứa bệnh viện thêm 30%. Cái tấm lòng bác sĩ này thì nghe hơi phế nhở, tại vì đằng nào các bạn cũng phải chữa lính. Chiến đấu anh liệt, làm trọng thương hoặc tiêu diệt các đơn vị của thống đốc khác sẽ được thưởng, bao gồm vật phẩm tài nguyên. Ngài có thể nhận được lên đến 150 triệu tài nguyên mỗi mùa bằng cách này. Cái này thì chắc cũng phế luôn. Mình nghĩ là đa số anh em chắc là sẽ lựa chọn cái vật liệu có cách này để tiết kiệm tài nguyên, hoặc là chọn cái đầu tiên. Nếu mà là mình sẽ chọn cái đầu tiên các bạn. Tại vì thực ra thì tài nguyên với lại kiểu giới hạn bệnh viện ấy, mình thấy nó cũng không quá ngon đúng không? Chỉ lệnh liên minh. Thì ở đây có một cái chỉ lệnh là đội quân bị đánh bại ngay lập tức sẽ trở về thành phố của thống đốc, thời gian hồi chiêu 2 giờ. Wow, cái này mình đánh giá rất là ngon anh em, giống kiểu đánh xong cái là quân nó về luôn ấy. Thì như vậy là ra đánh đồng liên tục, nó kết hợp với mấy cái chỉ lệnh mà kiểu giúp các bạn chữa thương được nhiều hơn ấy, cũng ngon phết. Và thuật hồi xuân, các bạn sẽ giảm thương vong. Ở đây thì chúng ta sẽ có là trừ 25% đơn vị hy sinh sẽ chuyển thành đơn vị trọng thương, và 25% đơn vị trọng thương sẽ trở thành thương nhẹ.
Ủa, hai cái này thực ra nó phân chia khá là rõ ràng các bạn. Một cái là kiểu các bạn sẽ ra đánh liên tục nhưng mà các bạn sẽ bị thương nặng và chết nhiều hơn đúng không? Và đồng nghĩa việc các bạn sẽ tốn nhiều tăng tốc, nhiều tài nguyên hơn, mất nhiều lực hơn. Còn cái này thì các bạn sẽ kiểu ra chậm hơn đúng không? Các bạn phải mất thời gian chạy ra chạy về đúng không? Ra đánh chết chạy về. Nhưng mà mình nghĩ là cái điểm thuật hồi xuân này sẽ được dùng khá là ngon này. Tại vì nhìn chung ấy thì đa số anh em là cũng ít có ông nào đánh đến chết đúng không? Thường các bạn sẽ chỉ đánh là kiểu vàng máu các bạn về thôi. Thì cái thuật hồi xuân này sẽ là một cái chỉ lệnh liên minh khá là ngon. Ok, và video ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video nha. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.